Xin chào cả nhà, em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của HTX Giao Phúc Sen. Ngày hôm nay thì em đang có hai cái bản dao mèo 28 là bản vỏ vuông và bản vỏ nhọn. Thì em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình hai cái mẫu dao này trong video ngày hôm nay luôn ạ. Bản size 28 này thì hiện tại đang có giá là 750.000 một cây nhá mọi người nhá. Kể cả bản vỏ vuông hoặc là bản vỏ nhọn thì cái giá nó cũng sẽ tương đương như nhau thôi. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng mẫu cho cả nhà mình xem luôn nhá. Đầu tiên thì ở đây em đang có hai cây vỏ nhọn thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cây thôi nhá. Mọi người có thể chọn cho em cả hai bản như thế này. Em sẽ giơ qua mẫu này cho các bác xem ạ. Đó. Đây. Đây cũng sẽ là bản vỏ nhọn M28NCD nhá mọi người nhá. M28NCD ạ. M28NCD, em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mã ở giữa này đi. Nó sẽ là cái bản vỏ nhọn như thế này. Cán và vỏ là gỗ cầm chỉ nhá. Con này đang rất là đẹp mọi người ạ. Đó, tuyệt vời luôn. Bản này sẽ là mèo size 28 và giá rất là yêu cho mọi người là 750.000 một cây thôi. Đó, bản này lưỡi dao này. Lưỡi dao sẽ dài 28cm cho em, rộng rơi vào 6cm và sẽ có độ dày sống lưng rơi vào khoảng 6 ly ạ. Rơi vào khoảng 6 ly, hai mặt trơn không dập hoa văn ạ, nhưng mà sẽ có vết đập búa rèn nhé mọi người nha. Bởi vì là dao này rèn thủ công nên là mọi người nhìn mọi người sẽ thấy là có vết. Cán bản này sẽ là cán gỗ cầm chỉ như thế này cho em. Con này lên vân rất là đẹp luôn mọi người ơi. Chốt và khâu thì sẽ được làm từ đồng thau nhé mọi người nhé. Sẽ được làm từ đồng thau sáng bóng và rất là đẹp ạ. Ở đây có dập chữ HTX Giao Phúc Sen và có tem chống giả đầy đủ cho mọi người luôn ạ. Tem này mọi người sẽ check cho em qua phần mềm iCheck hoặc là qua mã QR Zalo cho em nhé mọi người nhé. Đối với bản dao mèo size 28 thì mình sẽ sử dụng để mình chặt cây, chặt củi này, hoặc là mình có thể sử dụng chẻ cành, phát quang. Mọi người sử dụng để đào đất hoặc là chặt gà vịt, thái lọc thịt cá thì đều rất là ok, phù hợp để mọi người mang đi rừng, đi picnic, đi cắm trại. Đó, sẽ có rất là nhiều chức năng. Hoặc là đối với những cái bản dao như thế này mọi người cũng có thể sử dụng để trang trí cho em, đều ok la mọi người nhé. Sẽ đi kèm cho em cùng một cái vỏ như thế này ạ. Bản này thì sẽ là bản dao vỏ nhọn. Bác nào thích cá tính một chút, mới lạ một chút thì mình sẽ chọn cho em những cái bản dao vỏ nhọn như thế này. Đó. Bản dao vỏ nhọn thì bao giờ mà cái chế độ giữ dao và khóa dao cũng sẽ tốt hơn cả bản vuông nha mọi người nha. Cán và vỏ con này rất là đẹp. Vỏ dao đẹp lắm mọi người ơi, nhìn này. Bác nào mà săn vân gỗ đẹp phải gọi là săn ngay và săn luôn cho em luôn mọi người ạ. Không thể nào mà tìm được cái bản gỗ cầm chỉ đẹp như thế này ở đâu nữa luôn ý. Chốt đinh đồng qua ngoài cái vỏ này, mọi người nhìn nhá, chốt đinh đồng nhá mọi người nhá, rất là chắc chắn cho em luôn ạ. Ở đây sẽ có một cái khớp như thế này, khớp này thì sẽ có tác dụng là giữ cái dây gai cho mọi người. Nếu mà mọi người thích thì mọi người sẽ quấn cái phần dây gai qua dưới này cho em nha. Khi mà mình dùng mình quấn dây gai và mình có thể tết kèm cho em hai đồng xu may mắn quấn vào và mọi người đeo vào bên hông khi mà mình đi rừng, đi dã ngoại đều rất là ok. Mùa này thì mọi người đi trekking và dã ngoại rất là nhiều rồi, đó phù hợp cho các bác nha. Bản vỏ này sẽ là vỏ gỗ cầm chỉ như thế này. Con này lên vân tuyệt vời lắm mọi người ơi, thật sự. Một con dao mèo cả dao cả vỏ như này mà mọi người mua có giá bao nhiêu ạ? 750.000, quá là rẻ luôn cả nhà mình ơi. Em đang thấy mẫu này để giá quá tốt cho mọi người luôn ạ, đẹp lắm. Đó, em lên cả dao như thế này đang để giá rất là đẹp cho mọi người. Và có chế độ khóa dao cho các bác nhá, dao mèo size 28 luôn đấy ạ. Đấy là cái dao mèo to nhất của HTX Giao Phúc Sen rồi nha mọi người nha. Con này rất là đẹp cho mọi người đây. Đó, bác nào ưng thì mọi người sẽ chốt ngay trên video này cho em luôn nhé mọi người nhé. Khi mà mình cho vào chế độ khóa dao này, các bác lắc thoải mái. Và nếu như mọi người muốn mở ra thì mọi người sẽ cầm cho em và mọi người hất ngược lại nhé. Mọi người cầm như vậy. Đấy, nó kêu một tiếng là mình có thể mở ra con dao của mình rất là dễ dàng luôn ạ. M28NCD, đó. Mẫu này sẽ đang là 750.000 nha mọi người nha. M28NCD, bản này nhà em bán chạy lắm và em đang cháy hàng một thời gian dài. Bây giờ mới có hàng để lên lại cho mọi người đấy. Đó, 750k. Quá là đẹp cho mọi người cho một mẫu dao mèo size 28 như vậy luôn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mẫu dao mèo vỏ vuông nha mọi người. Bản size 28 NCD này em có cái bản vỏ nhọn. Ngoài ra thì em sẽ có một cái mẫu vỏ vuông nữa. Bản này thì sẽ có mã là M28VCD. Đó, M28VCD. Mã M28VCD này của em thì sẽ là cái dáng vỏ vuông như thế này. Và cũng có giá là 750.000 một cây nha mọi người nha. Đó, đều rất là đẹp ạ. Bác nào mà mình không thích vỏ nhọn hoặc là mình không thích cái gì hầm hố quá thì mình sẽ chọn cho em sang những cái bản vỏ vuông như thế này. Đó, đẹp, lịch sự mà sang nha mọi người nha. M28VCD ạ. Bản này thì em sẽ giới thiệu qua lưỡi dao cho mọi người trước. Về lưỡi dao thì cũng sẽ tương tự như nhau thôi. Lưỡi dao dài 28cm, rộng vào khoảng 6cm và sẽ dày cho em vào khoảng 5 cho đến 6 ly nha mọi người nha. Đó, 5 cho đến 6 ly này. Bản này thì mình cũng sử dụng để chặt cây, chặt củi, phát quang, chẻ cành này. Hoặc là mọi người sử dụng để chặt gà vịt hoặc trang trí trong gia đình cho em cũng đều ok. Mọi người làm quà tặng mẫu này vẫn được nha mọi người nhá. Chứ không phải là mình kỵ, mình không tặng dao mèo đâu. Mình tặng cho bạn bè của mình đều rất là ok. Các bác mà chơi với nhau, nhất là các bạn nam ấy, thì chắc chắn là sẽ rất thích những cái mẫu bản dao mèo như thế này luôn nhá mọi người. Đó, ở đây có chữ HTX Giao Phúc Sen này.
có kèm tem chống giả cho mọi người, đầy đủ logo và tem mác. Nhớ là mở hàng xem hàng trước khi nhận giúp em nha các bác ơi. Đó, bản này cán là cán gỗ cầm chì này, cũng rất là đẹp. Chốt và khâu là đồng thau nha mọi người nha. Đó, sáng bóng và rất là đẹp luôn mọi người ạ. Sẽ đi kèm cho em cùng một chiếc vỏ hình vuông, hình hộp như thế này. Đó, vỏ này thì đẹp cho em này. Và thứ hai nữa là an toàn, nó sẽ không có cái điểm nhọn gì ở đây cả. Cũng sẽ có cái khớp như thế này để mọi người có thể giữ được cái dây gai khi mà mình tết vào đây. Và mình có thể đeo bên hông khi mà mình đi rừng, đi cắm trại, mình không sợ là dây bị tuột nhá. Đó, chốt đinh sẽ được làm bằng đồng này mọi người này. Từng chốt đinh đồng và hai mặt này. Đó, con này đẹp lắm mọi người ạ. Vân gỗ cầm chì bản này cũng rất là đẹp, 750.000 cho mẫu dao méo M28 vuông CD của em nhé mọi người nhé. Bác nào ưng ý chốt mã này thì sẽ chốt cho em ngay trên video ạ. Mã M28 vuông CD thì hiện tại em chỉ còn một cây như thế này thôi nha mọi người nhé, 750k. Ở đây thì em vừa giới thiệu cho mọi người có mẫu dao mèo bản vỏ vuông và vỏ nhọn size 28, M28 NCD và M28 VCD. Giá thì đồng giá là 750.000 một cây. M28 bản nhọn thì em đang có 2 cây như thế này. Mọi người thích mã nào cũng được nha mọi người nhé. Đây, em sẽ giơ lại mã này để cho mọi người có thể xem kỹ hơn. Thực ra thì con nào cũng đẹp hết mọi người ạ. Đây ạ, các bác nhìn vân này, con nào cũng đẹp. Chứ không có con nào gọi là xấu hơn con nào cả. Mẫu nào cũng đều có đẹp nha mọi người nha. Đấy, đều đẹp và đều có đầy đủ logo tem mác cho mọi người luôn. Các bác ưng ý thì có thể chốt đơn cho em theo comment ở dưới, hoặc là mọi người có thể gọi điện cho em qua số 0987 240 733 cả nhà mình nhé. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em, và chúc các bác có thể chọn được mẫu dao ưng ý cho mình. Mọi người nhớ là mọi người sẽ ấn follow và bật thông báo để có thể đón chờ những video mới nhất của HX Dao Phúc Sen mọi người nha. Hôm nay cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.